Vâng, và vườn mai chết chè bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em cũng xin được giới thiệu với cả nhà thì những cái giống mai mới bên vườn mai nhà em, đó là thêm một cái sưu tập một bộ giống nữa, đó chính là cúc vạn thọ nha cả nhà. Cúc vạn thọ cánh xoăn ha, cúc vạn thọ cánh xoăn thì cái giống này nói chung là cũng được rất là nhiều người yêu thích ha. Thì trong thời gian qua thì em cũng có một số ít bán hết rồi, thì hôm nay vườn em lại tiếp tục nhân được một số giống nữa thì em xin được giao lưu với cả nhà nha. Thì cái lô này em cúc vạn thọ thì em cũng bán là 350 một cặp nha, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Thì những cái cây này thì đều được trong những cây ghép, trong những cái gốc đã được xử lý đế hết nha cả nhà. Đây, cái này là do nhiều quá em ơi, không có xiết cho nên là cây nào thì nó cũng được xử lý đế hết nha, chứ không phải là nhiều khi không thấy nhưng mà mọi người cứ moi xuống dưới thì đều được xử lý đế hết nha cả nhà. Đây là cúc vạn thọ cánh xoăn nha, hoa của nó rất là đẹp luôn. Cây này nó cao tầm khoảng một gang tay em thôi, một gang tay em. Thì cái lô này em bán với giá là 350 một cặp nha cả nhà. Đây là cúc vạn thọ cánh xoăn nha, gốc thì đều xử lý đế hết nha cả nhà, cây nào cũng đã xử lý đế hết. Cây thì cũng có cây có nhánh như thế này nha, giờ chúng ta lấy cũng được tầm một ít bo rồi đó. Rồi đây, đây đó, có rễ lò xo nữa nha cả nhà. Đây là cúc vạn thọ cánh xoăn là 350 một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Và thêm một cái giống nữa, đó là cái loại mai mới nữa, đó là cúc gia định nha cả nhà. Đây là cúc gia định nha, thì cây nó không có cao lắm, tầm khoảng 10 chưa tới ngang tay của em nha. Cái này giờ chúng ta chăm thêm nữa mới lấy bo được nha cả nhà, cây nó còn chưa có được lớn lắm ha. Thì cái cúc gia định em cũng bán với giá là 300.000 một cặp nha, em bán 300.000 một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn ha, cúc gia định. Và tiếp thêm một cái giống mai nữa bên vườn mai nhà em, đó là cái hàng giảo nu sù. Đây, nu sù thì như mọi người đã biết thì ghép chỗ nào nu chỗ đó ha. Đây, cái lá của nó răng cưa đây. Đó, cái đặc điểm nè, cái này đặc điểm là của cây nha cả nhà. Thì em cũng được khoảng vài trăm cây nha cả nhà, đều được ghép trong những cái gốc đã xử lý rễ hết. Đây, nhiều quá nhưng khi em không có moi xíu chứ cây nào nó cũng đã xử lý đế hết nha. Giờ chúng ta thấy nếu mà không có đế thì moi ở bên dưới thì đều được xử lý đế hết nha. Rồi, nu sù này thì em bán với giá là 350.000 một cặp nha cả nhà. Giảo nu sù nha, 350.000 một cặp. Đây, rễ đều được xử lý đế hết nha. Đó, đây. Vậy cái này vậy chúng ta cũng lấy bo được rồi cả nhà, chúng ta cũng lấy bo được rồi. Rồi, đây, đây là giảo nu sù nha, và bên đây là cúc gia định, bên đây là cúc vạn thọ nha cả nhà, cúc vạn thọ. Rồi, tiếp tục một cái giống mai nữa bên vườn mai nhà em, đó chính là cúc bảy tầng. Rồi, cúc bảy tầng hay còn gọi là cúc tiên ong nha cả nhà. Cúc bảy tầng hay còn gọi là cúc tiên ong. Đây, đó, bảy tầng hay gọi là cúc tiên ong ha, cao tầm khoảng hơn một gang tay của em nha. Này, rễ rễ gốc thì đều được xử lý đế hết nha cả nhà. Lô này quấn rễ rất đẹp luôn. Rồi đây, đó, có những cây rễ rất là đẹp nha. Đây là cúc bảy tầng ha. Đây, cúc bảy tầng. Đó, thì cái lô này em bán với giá là 250.000 một cặp nha, 250.000 một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Và lưu ý nếu mà khách lấy cây này cây kia thì vẫn được cho cả nhà, vẫn được bao ship bình thường nha. Rồi đây, cái cây nó như thế này đây. Đó, đây là cúc bảy tầng nha cả nhà, cúc bảy tầng hay còn gọi là cúc tiên ong, thì giá là 250.000 một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Rồi đây, xin mời cả nhà hãy vào xem và ủng hộ cho vườn mai của chiếc chè bông nha. Cúc hoa hồng thanh tú, rồi cúc nhị đỏ, rồi quảng hương mộc mai, lá ngọc cành vàng. Đây, lá ngọc cành vàng đây cả nhà. Đây, lá ngọc cành vàng nha. Khi non thì nó ra cái lá màu vàng như thế này đây. Rồi đây thì những cái cây đều được xử lý đế hết nha. Rễ thì quấn đủ kiểu, nơm, lò xo, rồi như thế này cũng có ha, trái bí. Thì cái lô lá ngọc cành vàng này thì em có hai loại, một loại là 70.000 một cây nha, còn một loại là 250 một cặp. 250 một cặp thì cái này chúng ta lấy bo được nhiều nha, ghép gốc bứng nha cả nhà, có cây thì được hai mắt bo luôn, thì chỉ có 250 một cặp thôi ha. Rồi đây, đó, đây là lá ngọc cành vàng nha, khi non thì lá nó màu vàng như thế này đây. Rồi đây, rồi tiếp tục là một cái giống mai nữa, đó là cúc nhị đỏ nha cả nhà. Rồi, cúc nhị đỏ đây. Đó, đây, cái loại này thì em cũng bán với giá là 200.000 một cặp nha, 100.000 một cây. Nếu lấy 3 cây em sẽ bao phí vận chuyển nha. Đây là cúc nhị đỏ ha. Rồi đây,
ghế này, ghế này quấn đủ kiểu hết nha cả nhà. Rồi 100 ngàn một cây nha, cúc dị đỏ nha, hoa của nó rất là đẹp luôn. Rồi xin mời cả nhà hãy vào xem ủng hộ cho vườn mai của Chất Chè Bông nha. Bên đây còn một giống nữa cả nhà, đó là cúc cam. Cúc cam thì màu cam của cà rốt nha, nó rễ thì đều được xử lý đế hết nha. Đều được xử lý đế hết, cây nào cũng vậy hết nha. Đây, thế này đây, đó. Thì cúc cam thì giá 70 ngàn một cây nha cả nhà. Rồi đây là rất là nhiều giống bên vườn mai nhà em, xin mọi người hãy thích thì sẽ liên hệ bên vườn mai của em nha. Đây là một cái loại nữa, đó là mai tử xoắn nha cả nhà. Mai tử xoắn giá 80 ngàn một cây nha, 80 ngàn một cây. Nếu mà lấy 3 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển nha cả nhà. Đó, mai này là mai tử xoắn nha. Đó, cái độ sáng của nó rất là đẹp luôn. Rồi đây, thì cái lô này em cũng cầm khoảng được 1 ngàn đến 2 ngàn cây nha. Rồi xin mời cả nhà hãy vào xem ủng hộ cho vườn mai của Chất Chè Bông ạ.